Em Quân đây, hôm qua em có mượn điện thoại của chú làm của chú làm cùng vào xem kênh của anh thì thấy là anh đang tìm em phải không? Giờ em đang lấy điện thoại của chú làm cùng thì vào Facebook nhắn tin cho anh. Đấy, nhưng mà không biết là tiền nong công cán thì là chú lấy được bao nhiêu tiền? Đấy, được một tháng người ta trả được bao nhiêu, nhưng mà thấy Quân bảo là làm rất là vất đấy cô bác ạ. Bác xi măng lên là từng mấy từng liền mà cô bác. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của em Quân của bác ạ. Hôm nay thì cháu Đức đã đi xuống thì muốn chia sẻ một cái câu chuyện là tối hôm qua thì em Quân có nhắn tin và gọi cho cháu Đức của bác ạ. Đấy, nhưng mà gọi thì không được, do là nhất là một phần là chú em Quân ở dưới là mạng yếu và không gọi được. Đấy, thành ra là chỉ có nhắn được tin nhắn thôi. Còn một tí nữa thì khi mà cái cuộc hội thoại đấy là nhắn cái gì thì cháu Đức sẽ đi xuống và cùng ông bà để mà nói cho tất cả các bác khán giả trên kênh là cùng biết. Đến tính đến thời điểm hiện tại thì Quân cũng đi làm là đâu đó được tầm độ là 4 tháng rồi cô bác. Đấy, một khoảng thời gian là cũng khá là lâu rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là 4 tháng vừa qua, nếu như mà Quân mà đi làm cái chỗ nào mà nó đàng hoàng ấy, thì cũng kiếm được đâu đó là có thể là đến chục triệu là đến rồi cô bác. Đấy, nhưng mà Quân thì không có đi phải những cái chỗ mà người ta giả công đàng hoàng cả. Vậy thì đi xuống thì không biết là ông với bà thì đã gặp hết chưa cô bác. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là hầu như hàng xóm là gặp hết rồi. Hôm nọ thì cho Đức là đi xuống thì cũng có một thở một cửa duy nhất của nhà em Quân là chưa được gặp thôi. Hai thì ông nước này là ông nước của nhà em Quân cô bác ạ. Tuy nhiên là không có phải là ống nước sạch đâu, là ống nước là bật thôi. Ở đây thì không biết là có ai chặt. Mình không biết là có phải là ông đi sửa nước không hay là có người ta chặt này. Cái này thì vết là dùng cái liềm của bác ạ, dùng cái liềm để cắt này. Thì chắc là ông đi sửa nước là ông cắt thôi. Còn là nếu như mà người khác chặt đấy thì vừa ở đây lại có đây của bác này, đây đã nói đây lại có này. Nước này thì hầu như là ống nước nhà Quân là ống cú ấy cô bác. Ống cú là chỉ có là thành đoạn như thế này thôi cô bác ạ. Nước thì đang đi, thế là đi ấm rất là mạnh. Đây mình biết là muốn chuyển này cũng quá rồi. Biết là muốn chuyển của ai cô bác. Cái chỗ sắn này cô bác này không lò là trước mà mua cái máy cày lên đầu tiên đấy các bác, thì là em Quân là cày cái cửa nương của sắn lên này. Đây bây giờ thì thấy sắn là cũng lên hết rồi, cao hơn cả người rồi, nhưng mà không biết là củ thì đang có chưa. Củ thì chắc phải tầm độ là hơn năm thì củ mới to được. Ôi, nhìn ở phía xa thì có vẻ như là có một số hàng xóm của bác thì đã cày rồi. Cày chắc là bác của nhà của bác em Quân này các bác ạ. Nhưng mà canh thủ lại lúc mà trời em nắng tôi khóc rồi. Năm nay thì ai cũng sợ mưa, thì ra là không có dám gạt lúa thì mà phơi ở ngoài ruộng của bác ạ. À, gạt được cái nào thì tuôn cái đấy luôn. Tiết ra vào cái thời điểm vào cái tháng này cô bác này thì hầu như là nó nắng này không phải là nắng oi mà nó nắng ấm áp thôi.
không ạ? Anh chị của Quân là chắc là đi làm về đó ạ. Trước này đi xuống công ty, được hai vợ chồng đi được mấy tháng. Ở trên bảng thì hầu như là chỉ có đi xuống mới xuôi là làm nhiều đúng không bác? Đến cái mùa Tết thì thanh niên thì có rất là nhiều, nhưng mà đến cái mùa mà không phải là mùa Tết ấy thì hầu như là ít khi có ai ở nhà đúng không bác? Như ở gần nhà khu chỗ lực đấy như là đến mùa Tết là thanh niên là rất là nhiều, nhưng mà không, hiện tại bây giờ chỉ còn một hai người ở lại thôi. Đây nè. Bác đang chuẩn bị đi bác rơm của bác ạ. Cái lá này thì hình như là cái cây này của bác này có thấy là bà là quất cái lá ra. Vì dùng cái lá này để mà làm cái cây hương đấy không ạ? Cùng rơi phò. Cùng ra dưới nào. Ông thì tầm giờ trưa này ông với bà thì ai cũng phải nhà rồi. Này chim hỏi nó to này à? Con chim hỏi nó là. Bao lái cái bộ? Bao lái lá à? Này là vừa mới gặt được quăng đấy. Gặt cái bên này là cái hạt mà nó không có hạt đấy nữa. Cô chú ấy mới làm mượn nhà cô chú ấy để dùng để đặt. Không ạ? Đây bố mẹ máy VF không? Bố mẹ ạ. Đây thì không có như cái máy như nhà ông có xử. Thôi không lên trong là khổ quá. Ở nay cả mi ở nay khăn nhà ta mới khăn khẩu ca. Thế tóc mà ra. Má tiên ạ? Ở tiên ạ? Tiên chứ đẹp. Mấy cái phải là mấy cái copy có nên là làm nó không ạ? Bà cũng chia sẻ rằng là ở nhà thì không có máy tuốt của bác ạ, đi mượn hàng xóm về để dùng cái máy tuốt để mà tuốt thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cái máy tuốt hình như là chắc cũng lâu đời, thời gian là không có tuốt được của bác ạ. Cái táo lại hoặc tí đấy hoặc đi chỉ tay à phò. Ồ, giờ chết đây không tự nhiêu à. Thế là mùa vụ này là mới được có 7-3 sóc thôi các bác. Mấy 7-3 sóc thì ở nhà thì có tới là 4 miệng ăn này, mà không biết là liệu là có đủ không nữa. Mẹ Hiếu thì cũng đi học tốt đấy. Đi học thì tuy nhiên là đi học thì vẫn phải nộp và gạo. Hàng tháng này chắc là nó đó là đủ là mấy cân gì đấy các bác. Không rõ mấy. Mày tao tốt được là phò nè, thế nào bê? Tôi tốt thì nghĩ là tôi cứ như là con đường đấy ba. Cái táo này. Mày là đổ cao, 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 bà có bảo vẫn được rằng là thóc thì làm được một chút mà không trông coi thóc, các bác không chăm sóc thóc ấy là năm nay là không phải đâu, không biết là làm thế nào mà từng bà nhà thì cũng chăm từng bao bột nữa, nay thì phơi thóc thì vẫn phải thở ra trong đồ là 3-4 ngày các bác để mà phơi thóc này. Đi lấy cơ lấy phò này à? Mượn máy của nhà bác ở trên này có không đây? Bác ở trên này là suốt. Cái đồ máy móc này thì mượn không dám mượn hàng xóm.
cô bác ạ. Đó, mượn là hỏng, nó không có tiền để mặt đền đâu. Hôm nay là còn có bác để mà bác cho mượn thôi. Con cầm cái la gì đặt đi. Cầm cái đây ạ. Bà thì à, nó băng được bà thì một cái dáng người mà phải nói là à, cực kỳ mà gầy gò không á. Rất là thương. Quân thì à, đi làm thì cũng mong muốn rằng là đi làm kiếm được tiền nhỉ cô bác. Đấy. Nhưng mà à, do là thứ nhất là em ấy ở quê quá lâu cô bác, thời gian là khi mà người ta thấy thấy Quân rằng là em ấy tiền đấy thì là có người ta bắt nạt nhiều, người ta lợi dụng mình nhiều chứ không phải là bắt nạt. Ra ngoài ở trong thôn trong làng thì tôi nghĩ là mình đã đi làm được rồi, nhưng mà thực chất lại rất là khó. Nó được hay nghe cái câu mà nếu trường thì là sẽ gồm có hai trường học, thứ nhất là trường của thầy cô và thứ hai là trường của tôi. Ra trường đời thì sẽ có nhiều cái nó va chạm nó nhiều hơn. Còn là trường thầy cô dạy thì cũng rất là tốt. Tranh thủ ba đang làm cái này thì chúng tôi là bên trên này là nói chuyện với ông một chút thôi. Dơm này là dơm của năm trước của các bạn, vẫn còn chưa dùng hết. Bây giờ cái này thì ông vẫn đi hàng thêm hàng chậu về, đó là hàng chậu về thì mà bóc ra, xong là thỉnh thoảng là ông đem đi ra chợ thì mà bán ở kia đó. Quân thì thứ nhất là thăm ông bà, thứ hai thì không có công chuyện mà hôm qua cháu đừng có nhắn được tin với lại em Quân đấy cô bác. Thì nội dung cái tin đấy là gì thì cháu được sẽ chia sẻ lên cho các bác là cùng đã biết. Lúc này phát triển viên cao, cháu cầm bắn nó cúng không? Nếu này cây một phân thì khá cũng khá được đấy. Thì cây một phân cũng năng lực đấy. Vì cũng sầu cho cây nhà này nhà là ông này à, hôm nay thì có ông này hôm nay là thấy bảo là xuống khớp đúng không bác? Xuống khớp là không đi được. Quay lại câu chuyện mà hôm qua nó được có liên lạc được với lại em Quân của bác ạ. Thì đâu đó là nhắn tin là trong đồ là 50 mấy cái tin nhắn đâu các bác. Cái nội dung là cái tin nhắn nó là gì thì chủ lực là xin được phép là chia sẻ cho các bác là cùng biết một chút. Hiện tại thì Quân thì biết là công việc của Quân là làm gì đâu các bác ạ. Hôm qua thì lúc mà Quân có nhắn tin cho được với cô bác là em chào anh ạ, em Quân đây, hôm qua em có mượn điện thoại của chú làm cùng vào xem kênh của anh thì thấy là anh đang tìm em phải không? Giờ em đang lấy điện thoại của chú làm cùng thì vào Facebook nhắn tin cho anh, em gọi anh không được. Tiếp nãy em trả điện thoại cho chú nên không biết ạ. Đấy thì ở đây là lúc mà Quân nhắn tin cho cháu Lực cơ bác, thì là cháu Lực không cầm điện thoại. Xong rồi cháu Lực nhắn tin bảo là nói chuyện được không em. Thì Quân bảo chú Quân làm mạng kém lắm anh ạ. Ok điện thoại của em sao?
cháu được hỏi là ok, điện thoại của em đâu, sao anh liên lạc với em không được thế. Hỏi em bảo là làm ở đấy, công việc gì, ở đâu. Thì Quân có trả lời với cháu Lực rằng là em làm xây dựng, vác xi lên mấy tầng nhà. Em làm ở Hà Nội nhưng chỗ em cũng không biết là ở đâu. Thì cháu Lực có hỏi bảo là có lương không, thì Quân có trả lời là trước cùng bạn em làm nhưng bạn lấy tiền đi hết rồi anh ạ, giờ em phải làm thay luôn bạn trước rủ em xuống. Đấy, điện thoại em cũng bị lừa hết rồi nên không ai gọi được, không gọi được cho ai. Xong thì cháu Lực mới trả lời bảo là chịu rồi, trước anh đã bảo không xuống đây, không xuống đấy được đâu, giờ em thấy chưa, tiền thì không có, giờ phải làm thêm mấy tháng thì mới về được. Giờ em phải làm, Quân trả lời là giờ em phải làm hết 3 tháng 3 năm sau anh ạ. Đấy, có nghĩa là bây giờ là đang rơi vào là tháng 10 đâu các anh á, là Quân là phải làm đến tháng 3 năm sau thì mới giả được hết nợ là chú Quân là làm. Bạn em nó lừa lấy hết tiền đi rồi, em sai rồi, anh ở gần xem ông bà giúp em với nha, cảm ơn anh. Ông cháu Lực bảo là ừ anh biết rồi, em ở xa bến xe không, hỏi địa chỉ xem là ở chỗ nào để anh còn biết tính. Alo, còn ở đây không, ở mạng kém lắm anh ạ, ở đây em ít dùng điện thoại, lâu lâu mượn được chú làm cùng thôi ạ, em cũng không dám mượn gì, sợ ông chủ nói và sợ lại điện thoại hỏng nữa. Giờ trong cháu được trả lời là giờ cũng không biết bạn làm ở đâu, à trước sao biết các bạn mà đi làm cùng. Alo, không alo nghe không, mượn được điện thoại thì gọi cho số anh. Xong rồi cháu được nhắn mấy cái nhắn liền là không thấy là Quân trả lời đúng không bác ạ. Thì có thể là lúc đấy là em Quân là em ấy đi làm rồi và trả điện thoại rồi, thành ra là không có liên lạc lại với cháu Lực nữa. Ở đây thì cái câu chuyện rằng là Quân là đi cùng bạn này cô bác này, thì hiện tại là cháu Lực chưa biết là bạn của Quân là có phải là ở đây không, và có phải là người ở trong huyện này không. Nếu mà như là người ở trong huyện này thì cháu Lực còn biết cách để mà xử lý đấy. Còn cái câu chuyện của Quân hiện tại là đang đi làm ấy, thì Quân bảo là tháng 3 năm sau thì mới làm là hết cái số tháng mà đã lấy tiền đấy. Tức là Quân là vừa mới đi làm được có đấy là một tháng đâu bác, một là từ tháng 9 này, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, đây là rơi vào tầm là 7 tháng thì là 3 người, thì là mỗi người là đâu đó là tầm độ là gần 3 tháng các bác, là mỗi người ở đâu đó là được hơn 2 tháng đấy. Nhưng mà không biết là Hiền Long công cám thì là chỗ đấy được bao nhiêu tiền đấy, được một tháng người ta trả được bao nhiêu, nhưng mà thấy Quân bảo là làm rất là vất đấy cô bác ạ. Vác xi măng lên là từng mấy từng liền mà cô bác, có lúc thì rất là vác xi, có lúc thì chắc là vác gạch này kia này, công việc phụ cửa thì nó rất là vất vả, khá là đến giờ phút này thì cũng khá là tội cho Quân đấy, khi mà phải làm thay cho bạn mình em là mấy tháng nữa. Còn có lẽ cũng ông này đang tiếp tục là bóc cái vỏ hạt trầu đúng không đây, này thì bán là rất là rẻ các bác, được cân đâu đó là tầm độ 7.000 thôi, nhưng mà phải khô đấy các bác ạ. Quay trở lại mà cái câu chuyện là Quân đấy, thì hầu như là bạn của Quân là hai người bạn là lấy tiền đi hết rồi, và có cả lấy cả đi thêm điện thoại của Quân đi nữa đấy, tức là có nghĩa là hiện tại là Quân là biết là thông tin là bị lừa rồi các bác này, điện thoại thì cũng lừa đi, thành ra là không có gì để mà liên lạc nữa. Ngoài này không biết là tự dưng gọi điện thì gọi không được các bác ạ, gọi thì em mới bảo là mạng kém, thì chắc là có nghĩa là cũng
thuộc là ở trong gần trong thôn ông ấy thôi. Tôi hỏi là có gần bến xe không thì cũng không thấy em ấy trả lời. Nhưng quần thì chân ướt chân ráo từ trên quê xuống mà thành ra là đi đâu đâu cũng không biết là chỗ này đến chỗ nào cả. Mặc dù là nó cũng chỉ nằm ở Việt Nam mình thôi, còn không ra đến tận nước ngoài ấy. Còn nếu mà ra tận nước ngoài thì không có cách nào để mà tìm được em rồi đấy. Tại vì là ở nước ngoài thì mình phải có hộ chiếu này kia nữa. Nhưng mà nếu mà như quân đi này, làm hạt đấy các bác này, người ta làm giấy tờ cho đi, cũng như là đi theo dạng là chui đấy, đi theo đường là chui ấy. Thì đến lúc đấy là cháu được đi thì cũng không biết cách nào để mà đi nữa. Ra bên kia thứ nhất là tiếng tâm thì không biết, không có nói chuyện được với người ta, không có biết hỏi han gì cả. Thế còn ở Việt Nam thì ở đâu thì cũng biết được cả. Tại vì là nếu như bây giờ các bác có theo dõi được trên kênh ấy, thì thấy là những cái bạn nào mà giống quân ấy, ở gần chỗ các bác thì có thể là hiện ra được, thì các bác còn biết là chính xác là nơi địa chỉ quân rồi. Đây là hiện tại quân đang phải làm gọi là như làm không công các bác, làm không công là 7 tháng. Bạn lấy tiền đi hết rồi ấy. Bạn lấy tiền đi hết rồi, bây giờ thì chỉ có việc là làm thôi, bây giờ thì làm với châu thôi. Người ta cho ăn cho làm thôi, có việc thì mình đi làm, không có việc thì chắc là ở trọ hay là ở nhà đấy. Câu chuyện hôm nay cháu được đi xuống thì muốn chia sẻ lên cho các bác khán giả trên kênh được biết. Còn về hướng giải quyết như thế nào thì bây giờ cháu được sẽ phải biết được là địa chỉ của quân là cụ thể đã cô bác ạ. Có thể là nếu như là bạn lấy tiền đi ấy, thì là rất là khó về các bác. Nên mặc dù là ở đây thì không biết là ông chủ đấy là còn ông chủ đấy là không biết là người mà người tốt hay là như thế nào nữa, nhưng mà thấy cái cách mà các em mà chưa xuống làm ấy đã cho ứng là làm mỗi người là hơn 2 tháng tiền lương rồi. Nên cháu được cho là mỗi người là một tháng là cho tầm 5 triệu đi, hơn 2 tháng này cũng mười mấy 20 triệu đấy. Người cũng cho ứng thì chắc là ông chủ ấy, ông ấy thương, chắc là nói cái lý do nào đấy là gửi tiền về nhà cho bố mẹ này kia này. Chắc ông cũng thương, ông cho làm. Nhưng mà đến lúc mà hai cái bạn kia đi bất ổn, không có gọi quân đi ấy, thì cái người mà chịu thiệt nhất là quân. Tiền thì không có, điện thoại thì cũng bị lừa, mà làm đến giờ là không công ấy. Quân nói thôi mà cũng cảm thấy là rất là tức của bác ạ. Không biết là phải làm gì để mà thay đổi, để mà giúp quân được ấy. Dạng này thì không phải là người ta không phải là ông chủ đến lừa mà. Bạn đấy là bạn của quân, bạn quân lừa đâu, không biết là ai, không biết là thanh niên nào. Thanh niên nào thì bây giờ phải hỏi quân xem là có phải là người ở đây không, hay là nếu mà người ở khác. Còn nếu mà như người ra Hà Nội thì thôi, xác định là mất tâm luôn rồi. Này cũng như là chép màn này à? Chép gì thì chỉ nhớ nhỉ. Đây là những cái quả nào mà bị rơi xuống các bác, là ông ấy nhặt xuống nó chứ điểm là trèo thì ông ấy trèo được nữa rồi. Nhưng mà quân mà có từ trước đến giờ mà em ấy hư bác, em ấy hư ấy, để mà chạy đi ấy, thì chắc chắn là cháu Đức sẽ không có quan tâm đến em nữa. Quan tâm nhiều thì hư thôi mà, thành ra là cứ kệ thôi. Nhưng mà ở đây thì em ấy thì là trước một lúc đi các bác thì cũng có bảo với cháu Lực đấy, cũng có bảo em ấy cũng chỉ vì là mục đích mà muốn thay đổi cuộc sống của bản thân của mình thôi. Thành ra là không thể tránh khỏi được là đây là bản thân của cháu Đức như thế thôi. Trước kia mà đi làm các bác thì cũng đã bị lừa là mấy chỗ liền rồi. Còn là hơn còn học đến lớp 12 không đi làm đấy các bác ạ. Học đến lớp 12 không đi làm vẫn bị lừa. Mà đôi lúc mà tin tưởng người ta quá, em coi anh em xong là đến lúc mà mượn tiền nông này kia này xong không đánh trả, thế đến lúc đấy là bị lừa rồi. Bây giờ thì tìm khác biết đi đâu mà tìm nữa, không biết là ở đấy thôi nhưng mà không biết làm nhà đâu. Vậy thầy cũng đành chấp nhận thôi đấy. Mỗi một bài học, mỗi một lần lừa nó là một bài học cho mình, thì rút ra được nó nhiều cái hơn. Mình cho mà ở đây bóc hạt trồng nó được xem bà luôn.
Nhà này cũng thế là hoàn bát ra xô tương nổ. À, mình đi cắt cỏ này nó là rất là khô đúng không? Chút nữa thì là mới hết mới hết các bác ạ. Tôi cho lợn ăn là đủ được. Cái này tao riêng thì mà phỏng. Cái này tao riêng thì mà cái trước thì có làm là cái chuồng lợn này thì 2 tầng với các bác này thì bây giờ là còn để được bán rơm mấy tiếng. Nhà mà không có mấy con lợn nữa lại gà này kia là coi như là gà là không có, nhà là không có gì đâu đấy bác ơi. Bây giờ nếu mà như nhà Quân này các bác đang đi làm phải gánh thêm là mấy tháng nữa thì không biết là bảo bà để mà bán những gì xong là lấy tiền chụp Quân về. Đây thì không phải là người ta ép buộc Quân làm mà các bác ạ, và Quân còn chia sẻ cho được rằng là bạn bè người ta lừa thôi, lại cầm tiền là đi hết rồi, cầm tiền là mấy tháng rồi là coi như là ứng tiền là đi rồi. Bà thì gọi là cố để làm đâu các chứ để mà khỏe thì không phải bao nhiêu đấy. Cây bận từ thời bố Quân là trồng rồi, bố Quân là còn được 6 cây được trồng. Thành như thế này cũng có mấy quả thôi. Này nếu mà sai quả thì bà có thể là vặt để mà đem đi bán được, nhưng mà có vài quả thì nhà là cũng tự dùng thôi. Nhà này cũng khi là dùng đến chanh đúng không các bạn? Trừ phi lúc nào mà đến Tết này kia thì mới dùng thôi. Nào vào đây xem mấy Quân đó, xem là có bị hỏng ở đâu không các bác. Cái đồ máy tay bên này kia thì Quân vẫn cất gọn gà đi. Cất cửa gà này là CV này cũng là Quân làm. Máy xuống xuống phòng. Chưa chứ. Không đi làm. Trên bản là rất là nhiều, hầu như là mỗi nhà là đều có một cái máy cây rồi bây giờ ấy, để mà tự gọi là phục vụ cho gia đình của mình thôi.
Dòng này kia thì vẫn còn nhiều lắm các bác ạ. Toàn mùi dòng, dòng. Đây lâu lắm là không dùng máy cày là cũng sắp quên đâu bác, rồi bác cần lúc đấy. Máy cày là ở nhà cháu được là có nhưng mà cháu được cũng ít khi điều khiển máy cày lắm không bác. Thường thì lại nhà là có bố cháu được này với lại là em rể, nhưng mà ở nhà là máy cày là loại là 176 á, đây thì có loại nó 73 thôi, thành ra là cái này nó nhẹ hơn. Máy cày thì vẫn nên là ok cả, sợ rằng là nổ cũng lên thôi. Nhà thì rất là thấp tầng quá này, tầng đá cho lúc chỉ có 1m6 thôi mà ở đây thì có bằng ngang cái đầu nó xong. Bà với ông là trên, ông là ở bên kia là nhiều quá để mà chăm sóc bò này kia bên kia nữa, lúc ăn cơm thì mấy thì nhau có cơm đâu. Không, năm nay của bác này phải nói là cực kỳ là xấu năm nay ấy. Năm nay thì hầu như là hoàn gia đình nào cũng là không có được tốt của bác, nhưng mà nhà của Quân là còn là cực kỳ là ấy hơn này. Mà cũng khá là nhỏ thôi, trong thì có đến tận là 3-4 người sinh hoạt liền. May là nhà tiếp không, may là nhà chú bên kia là chú phụ ở nhà, chú cho mượn đồ đạc này kia nữa. Và nếu như các bác khán giả trên kênh nhé, có cái phương án gì để mà giúp cháu Lực của bác ấy, thì rất là mong các bác sẽ điện cho cháu Lực để mà cùng cháu Lực tìm ra cái phương án để mà làm sao mà thứ nhất là không phải giả lại tiền. Đấy, nhưng mà đây thì phải nói là như Quân có nói thì là rất là khó của bác ạ. Bạn thì lừa lấy tiền ứng tiền xong rồi lấy đi hết rồi. Và đây là cái đầm cái 30 phòng nữa. Cái này trồng thứ 6 gì nhỉ? Cháu này tôi cũng tập được thôi. Thứ 6 à? Mai thì bé Hiếu là học mỗi một buổi sáng thôi các bác. Buổi chiều thì em mới được nghỉ rồi. Hôm nay thì học cả ngày đi. Cả ngày là đấy đến tối. Bé Hiếu thì tầm lúc mà cháu được lên chia sẻ đến bây giờ quá này. Còn như là em là đi học là nhiều hơn à. À, đến thời gian nghỉ hè đâu, nhưng mà Hiếu phải nói là rất là bướng. Lên không phải là bướng mà là ít nói chuyện không bác ạ. Ít nói chuyện là bé Hiếu ấy. Hôm nay cháu được vào xuống này mà chia sẻ câu chuyện mà cùng với lại là ông bà. Và muốn nói lên cho tất cả các bác mà biết hiện tại Quân đã làm công việc gì rồi. Rất là mong các bác sẽ nếu như mà sau khi mà Quân quay trở lại đó các bác, rất là mong các bác sẽ yêu quý em Quân như lúc đầu, mà lúc mà cháu Lực vừa mới lên là chia sẻ cho em Quân vậy. Đi làm thì ai cũng là muốn đi làm để mà kiếm được tiền mà. Đấy, nhưng mà đôi khi thì cuộc sống là không biết là thế nào mà lần nữa.
và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh các bạn em, và xin chào các bác.